Kính chào quý vị cùng các bác các anh em. Trong buổi tối ngày hôm nay 13 tháng 4 năm 2021, đây là một video lần thứ 3 em test trong buổi tối ngày hôm nay. Thưa quý vị và các bác các anh em chúng ta, trước cái máy quay, quý vị và các bác các anh em chúng ta đang được nhìn thấy một siêu phẩm được mệnh danh là một huyền thoại. Chỉ cần nhìn qua thôi, quý vị và các bác các anh em chúng ta đã biết rồi đúng không ạ? Xin giới thiệu với quý vị và các bác anh em chúng ta một đôi loa Beoonder F180A nha. Loa Beoonder F180A, đôi loa đến từ hãng Beoonder Nhật Bản, rất nổi tiếng và rạng danh. Dòng A là một dòng loa đứng đầu trong 5 biến thể. Đôi loa này là một đôi loa sử dụng loa 3 đường tiếng. Thứ nhất là sử dụng một loa bát có đường kính 30, một loa bát 30 màng giấy nhá, màng giấy. Và một loa trung đôm màng titan và một loa tép đôm hỗ trợ hai vi tính chỉnh và lỗ thông hơi phía trước mặt chúng ta. Và thật sự bất ngờ là trong thời điểm này mà đôi loa Beoonder F180A em xin được công bố giá bán rõ ràng, đó là giá 21 triệu đồng. Và hiện tại bây giờ trong thời điểm này, ai có bán rẻ nhất đi chăng nữa cũng phải là 28 triệu đồng đến 30 triệu đồng. Thông thường ở cái mức bình dân là giá 30 triệu đồng đôi loa này. Còn đâu ai bán rẻ nhất cũng phải là 28 triệu đồng. Nhưng em bán cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta với một cái mức giá là 21 triệu đồng. Đôi loa có thể nói là tuyệt vời đẹp, nhưng duy nhất chỉ có một cái lỗi. Và cái lỗi của nó thì em sẽ giới thiệu cho quý vị cùng các bác các anh em chúng ta được biết chi tiết. Đôi loa này có một cái chiều cao là 65, chiều rộng là 38,5, chiều sâu là 38. Công suất mỗi một thân thùng loa là 120W, đó là công suất tối đa. Có trở kháng 6,3 ohm nha. Giá bán là 21 triệu đồng. Bây giờ mời quý vị cùng các bác các anh em chúng ta hãy đi đến cái điểm nổi của đôi loa này. Nổi thì không phải lỗi nhưng mà nó hơi xấu tí ha. Bây giờ mời anh em chúng ta ha. Bây giờ là thứ nhất thì chúng ta hãy cùng nhìn ngắm đôi loa. Thùng vuông hòm sắc cạnh rất là đẹp luôn. E căng nha, đẹp mỹ mãn, e căng à, rất đẹp mỹ mãn luôn. Chắc các bác đang chờ là xem là đôi loa này lỗi chỗ nào đúng không ạ? Đấy, đang nóng ruột muốn xem là thằng em Tiến này quay xem là đôi loa này lỗi chỗ nào. Đấy, các bác thấy hàng nguyên bụi nhá, rất đẹp, đôi loa tuyệt vời đẹp trong vùng hộp sắc cạnh. Tiến sẽ quay chi tiết góc nét cho các anh em. Và bây giờ cái điểm hơi xấu ở đôi loa này là như thế này nhá. Chính vì đôi loa này nó bị một lỗi nhỏ như thế này cho nên là cái giá của nó em nó mới yêu thương đến như vậy nha. Các bác nhìn thấy chưa, cái rốn này này đấy, nó kiểu từ bên nước ngoài và nó có một cái, nó giống như là có một cái vật bẩn gì đó, cái vết bẩn, nó có cái vết bẩn gì đó đấy, nó bám vào cái chỗ này và cái chỗ này tí đấy, đúng không đấy, mỗi thế thôi nhá. Đấy, mỗi thế thôi. Còn đâu em nói thật các bác là cái màng bát này thật sự mà hiếm có những đôi loa nào mà đẹp, cái màng bát nó đẹp như này nhé. Dòng 180A mà kiếm được đôi loa mà màng nó còn đẹp như thế này thì quả thật mà nói màng nó vàng óng luôn, cực kỳ óng chuốt đẹp. Nhiều người tham gia với em bảo đi thay cái nón rốn này đi thay cái rốn này, nhưng em không thay, không tội gì em phải thay vì cái này nó chả ảnh hưởng gì đến chất âm nhé, nó chẳng ảnh hưởng đến chất âm cả. Đấy, mà khi chúng ta kê thì chúng ta đã đậy ra căng rồi đấy, nó chảy hưởng ảnh hưởng chứ. Bây giờ mà thay cái rốn này vào thì chả hóa gì là loa này đã bị nằm lại, hoặc là người ta không hiểu, người ta bổ là loa đã bị nhấc rốn là làm côn đó, đúng không ạ? Thế thì không có đảm nào đó. Có sao bán vậy đó. Người ta đẹp hơn tí thì nó thật, cái rốn này mà nó đẹp như chỗ này, nó không như này thì giá nó là 28 đến 30 triệu đồng đôi loa này. Nhưng mà bây giờ rốn nó hơi bẩn bẩn một tí ở đây đó. Các bác không quan tâm ở chỗ này thì chúng ta mua bài chơi tiết kiệm được bao nhiêu khoản tiền đúng không ạ? Tiết kiệm mấy triệu đồng luôn, gần chục triệu đồng luôn. Đấy.
chục triệu đồng đó chúng ta để mua một cái MD là ok lắm rồi. Đúng không ạ? Đây nhá, một loạt trung đôm màng titan lưới bảo vệ, một loạt tép đôm tất cả bao zin, hai vi tinh chỉnh để cho các bác anh em chúng ta chỉnh về giải mid và giải tép. Còn bây giờ xin mời quý vị và các bác anh em chúng ta hãy cùng đi đến chi tiết của cạnh loa. Để em nói riêng nói về góc cạnh của đôi loa này thì các bác không thể chê nó được các bác nhé, không thể chê nó được. Đôi loa này nếu mà nói về cái hình thức cạnh thùng, à, anh em thấy rất đẹp, bò viền cạnh sắc nét rất đẹp, và đến với tấm biển đằng sau chúng ta thấy nó vàng óng luôn. Chỉ cần nhìn những đôi loa này, ai là người chơi loa thâm niên chỉ cần nhìn cái đít của nó thôi cũng đã biết là đôi loa đẹp đến mức độ như thế nào. Beulah S180A, công suất tối đa là 120W, trở kháng 6,3 ohm, hàng made in Japan. Đấy, em quay chi tiết bốn xung quanh cạnh này nha, đẹp nha, không có lỗi đúng không, không có lỗi để chê đúng không. Đấy, còn bên kia cũng vậy thôi, nhưng mà cũng quay chi tiết để cho anh em chúng ta được xem và được thấy. Đấy, mỗi cái rốn đấy thôi thưa quý vị và anh em, mỗi cái rốn đấy thôi nó hơi bẩn bẩn tí. Đấy, đè càng bên kia tem mắc đầy đủ luôn. Đấy, sắc nét chưa, thùng màu vân gỗ đẹp chưa, quá đẹp đúng không anh nhá. Đấy, quá đẹp, quá chi tiết, quá sắc nét cho đôi loa. Đấy, quá ok đúng không ạ? Thùng không có điểm để chê, nói về thùng không có điểm để chê. Đôi loa này về tất cả mọi thứ không có điểm để chê, mỗi cái rốn này đây, mỗi cái rốn loa này trông hơi nhỏ nhỏ tí. Đấy, mỗi cái rốn này thôi còn nó không có điểm chê anh em nhé. Đấy, các bác thấy thật sự nói những đôi loa Beulah S180A mà kiếm một đôi màng bát mà nó còn đẹp như này, vàng óng đầu như này thì rất là hiếm đấy. Thưa quý vị và anh em, rất là hiếm đấy. Đôi loa phải nói là độ đẹp của nó tuyệt vời, trung đôm rất đẹp, tép đôm nha. Rồi ok, đôi loa này em cũng chưa hề lau chùi một tí nào. Đấy, hàng này cũng chưa hề lau chùi một tí nào. Thì đôi loa có giá 21 triệu đồng nhá. Anh em quan tâm muốn mua đôi loa này thì hãy sở hữu cho em. Đây là một dòng loa Beulah S180A, dòng loa huyền thoại rồi nhá. Nó nghe được đa thể loại nhạc và hát karaoke rất hay. Trong phương án phối ghép clip ngày hôm nay thì em đang ghép đôi loa Beulah S180A này với lại chiếc âm ly Đà Lông PMA940. Đây là một phương án cộng và mợ rồi nha các bác nha. Phương án cộng với mợ rồi, và nó có thể ví von là switch với lip, tức là nó rất hợp. Chỉ cần chiếc âm ly nhích lên một tẹo thôi, đấy, đôi loa này đã đánh khóc lên một đợt. Thật sự mà nói, phát trầm âm thanh tuyệt vời hay. Chiếc âm ly này có một cái công suất là 205W, đánh 4 con sò than xăng ken 2 vít, dòng sò 2 vít nha anh em nhé. Nguồn điện 100V nội địa Nhật. Đấy, chiếc âm ly rất đẹp, giá 9.500.000 đấy các bác nha. Rồi các bác có thể đánh với lại Beulah SA7800 cùng hãng, rồi anh em có thể ghép với lại âm ly Sansui AUD607 lấy cha AU Alpha 607 lấy cha nhé. Đấy, giá 8 triệu. Rồi anh em có thể ghép với lại âm ly Sansui AUD907X được cát 370W, đánh 8 sò than xăng ken 2 vít các bác nhá, đánh 8 sò xăng ken 2 vít. Đấy, rồi ok, vậy là chi tiết em đã giới thiệu cho quý vị cùng các anh em chúng ta rồi đúng không ạ. Và bây giờ sẽ mời quý vị cùng các bác anh em chúng ta hãy đến với buổi test âm thanh cho một đôi loa Beulah S180A, dòng loa huyền thoại của hãng các bác nha. Đôi loa này tại sao nó lại đẩy lên một cái giá cao, không phải tự nhiên mà nó đẩy giá cao đâu ạ. Thưa quý vị và anh em, những người chơi đôi loa này người ta vẫn nghiện chất âm của nó, bởi vì chất âm của đôi loa Beulah S180A này nó có tiếng bass đi cực kỳ sâu và xa nha. Riêng nói về đôi loa Beulah S180A thì cái tiếng bass của đôi loa này nó phát ra khác loài với những dòng loa khác, tức là tiếng bass của nó vang đi cực kỳ xa, tiếng của nó đi cực kỳ sâu và xa. Đấy, trung đôm, tép đôm, giải cao của nó thì tuyệt vời, lung linh, lịnh tai. Bây giờ mời anh em chúng ta hãy cùng lắng nghe âm thanh.
nhiều nha.